Hello mọi người, trên tay của anh em một combo 50D các bạn nhé, 50D anh em nghe không nhầm đâu. Đây là một chiếc máy ảnh còn rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc máy ảnh siêu lướt nha các bạn. Thời điểm 2008, 2009, 2010 con 50D này nó sẽ ra mắt và nâng cấp sau khi mà 40D ra mắt. Thời điểm hiện tại bây giờ thì nó cũng được hơn 10 năm rồi. Nhưng mà để mà tìm được một con mới như thế này thì chỉ có mình có thôi anh em nhé. Siêu tầm, con này là hàng sưu tầm cho các bạn. Đó. Giá cho combo này là tổng combo này nó khoảng tầm 4 triệu 6 đến 5 triệu quay đầu 50D với một cây 50 1.8 STM. Mình sẽ đi test khả năng chụp xóa phông cũng như là khả năng chụp từ em 50 STM với lại con 50D này nhá. Bạn mẫu của chúng ta anh em nhé, đây là một bạn mẫu mèo thần tài. Đấy. Con 50D này thì cũng có khả năng chụp live view cho các bạn. Pin thì nó sắp hết rồi đây, nhưng mà mình sẽ chụp thử cho anh em xem là cái khả năng bắt nét cũng như là xóa phông của em 50 STM này ra làm sao. Đây, mời anh em, mình sẽ chụp dọc cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây, cần có không được nét, anh em để xa xa ra một chút nhé. Đây, mời anh em chiêm ngưỡng ảnh từ em 50D. Con này độ phân giải là 15 megapixel nha các bạn, 15 megapixel chụp vẫn nét căng luôn. Nếu mà anh em muốn nét căng nữa thì anh em có thể khép cái khẩu lại một chút